tuy rằng là mang tiếng là ở Sài Gòn nhưng mà cũng có nhiều cái nơi còn gặp úng quá chú ha. Đây vậy là mùa mưa là chưa mưa, mưa là hết chú ơi, không có làm gì được hết. Đây chưa mưa đã ngập đúng không chú? Dạ. Vậy cô chú ở trong đây ở trời đó. Dạ. Có hai cô chú thôi hả? Có hai đứa cháu nữa. Hai cháu đi học thôi. Dạ. Nó có cắn không chú? Con nó thôi cậu ơi. Dạ. Dạ, dạ. Vô. Có lẽ cậu có. Dạ, chưa gì đã ngập hết trơn rồi. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Vậy là cô chú ở lụp sụp vậy đó hết chú. Dạ, cái gì là nó chụp lấy cái con này. Dạ. Chú làm sao điều khiển mấy con chó đừng kêu được không chú? Con sủa không được. Mấy con chó đi anh. La cũng la sủa. Trời. Ủa vậy thì nhà cô chú đâu mà cô chú sống như vậy? Ở đây mấy chục năm rồi đó. Ở đây năm 8 mấy tới giờ mà. À. Vậy cứ ở vậy thôi chứ không ở cái lều vậy thôi chứ không có nhà hả cô? Hồi đó thì nó chưa chắc là cao ráo lắm. À. Ở từ 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 nó sập nó vậy thôi. À nó sụp sệ xuống rồi càng ngày nó càng lụi đi ha. Ở cái sàn nó thấp. Dạ. Từ cái nước nó cao lên. Rồi dạ. Cô đi làm, chú đi làm. Chào cô già. Dạ. Rồi. Rồi chú la mấy con chó để con trò chuyện với cô một chút nha chú nha. Dạ, vậy là cô cháu mình hôm nay mới có duyên gặp nhau chứ cô cũng liên lạc với con cũng 3-4 lần có cô ha. Dạ. Dạ. Mà cô sau này là sông. Dạ, sau này là bờ sông. Dạ, bờ sông. Sông vậy. Này nó chạy ra cái dạ. Ngoài kia đó. Dạ, con thấy đằng sau vậy là trời ơi thiệt. Sao mà nhà càng ngày nó càng lụi vậy đó hả cô hả? Càng dạ. Ngày nó càng sụm xuống hả? Sụm xuống không có tiền sửa thì vậy thôi. Dạ. Bệnh nữa, bệnh rồi mỗi tháng đi bác sĩ. Dạ. Rồi sao còn đi chùa rồi đó còn có cái duyên rồi mấy cái cô nào cái chụp hình. Dạ. Rồi cho cô tiền. Dạ. Rồi cô chú được mấy người con? Được mấy người con mà nó nghèo quá nó đi ba làm nhạc có một thằng làm nhạc rồi nghèo khổ quá nó không lo được mình. Vậy là cũng lấy chồng lấy vợ ở riêng ra hết hai cô chú. Cô với chú thôi chứ cháu nội thôi mà nhận cháu nội đi làm để nó đi học đóng tiền học đó. Rồi được mấy người con hết cô? Ba người con. Dạ. Ba người con. Hai trai một gái. Cũng lấy chồng lấy vợ hết. Lấy vợ chồng hết. Dạ. Mà nó nghèo quá nó lấy đâu nó giúp cô. Trời ơi, vậy thì ở vậy thì buổi tối ngủ có mùng mền gì không cô? Có mùng có mền. Dạ, có mền thôi ngủ trên giọng luôn. Dạ. Mùa mưa tới được. Mùa mưa tới được cái này nó sụp bất cứ lúc nào cô hả? Bây giờ nó sụp dưới bên kia nó sụp luôn rồi chỗ nhỏ cháu nằm nó sụp rồi còn bên này là đất của người ta đất bên này của cô thôi. Dạ. Có con chút này thôi. Dạ. Trời, bao nhiêu năm cô ở vậy thế cô hả? Lắm. Mọi khi cô đi làm rửa chén rồi bác cho nhìn mấy cái nhà ăn rồi đó giờ tay chân nó run hết trơn cô không làm gì được. Cái lúc cô còn trẻ đó lúc cô còn trẻ thì cô làm nghề gì? Cô làm hồi đó thì còn trẻ thì cô làm đủ thứ hết á. Làm hồi đó bán cuốn sách nhà văn hóa quận Tân Bình á. Dạ. Vậy rồi không có tích lũy được hả cô? Không không. Làm tới đâu ăn tới đó hết. Rồi còn chú thì bây giờ còn làm được cái gì không chú? Nghĩ là bữa mùng 8 Tết tới nay luôn bị dịch nghỉ luôn. Tôi làm bảo vệ. À chú làm bảo vệ hả chú? Từ mùng 8 Tết tới nay nghỉ luôn không có làm nữa. Thất nghiệp chạy xe ôm. Sáng xách xe kiếm vài chục. Dạ. Sáng sớm 5-6 giờ chạy kiếm về 5-30. Dạ. Đó vậy đó. Dạ. Vậy là phòng bên đây chú ngủ? À cái phòng này là của đất của người ta. Dạ. Nhưng mà vì mấy sơ cho nó cho mấy cây cũ về dựng lại. Dạ. Để ở. Dạ. Cái chỗ chứa đồ. Đây tháo ra là không có chỗ chứa đồ. Dạ. Vậy chú tối chú ngủ ở đâu? Đó chú ngủ ở giọng á. Chú ngủ ở giọng cô ngủ ở đâu?
con ngủ ở đây mình với đứa cháu trai. Trời ơi, cái này là đất người ta. Dạ, đất người ta. Nhưng mà thôi cho cái cây cũ về cắt cái chồi đó lên đó. Cái này vậy thì con nghĩ là nó sập bất cứ lúc nào này chú. Trời mưa tới thì nó sập. Cây một không à. Con đứng đây chút xíu mà thấy muỗi nó chích con mấy miếng này này. Còn là cây cũ mà rồi cho thấy gì sơ cho đặng dạ. Cắt. Chứa đồ. Dạ. Chú cho con coi phía sau chút được không? Cái để. Đặng có chỗ chứa đồ á. Dạ. Còn ở đây thì ai ngủ? Đây ngỡ cháu gái, cháu nội. Ừ, trời ơi, cả gia đình ngủ vậy đó hả chú? Ở đây nè. Nhà nó sập hết rồi chú ơi. Thưa quý vị, đây. Ê Mi nè, Mi nè. Thật sự nè. Nói là cái này là cái ổ chuột. Đó thì bởi vậy khổ chứ đâu phải muốn đâu, không ai muốn gì. Ở đây là cái ổ chuột, không phải là cái nhà quý vị ơi. Đất của ta không ai chứ là thấy cũng tội. Tôi chỉ có từng ấy chỗ này quanh kia một chút. Đó là sát cái bờ sông ha. Con đâu có gọi là cái nhà. Nhưng mà bây giờ cuộc sống lỡ vậy đi, mỗi người có một cái cuộc sống riêng phải chịu vậy thôi chứ sao giờ ha. Dạ. Chịu thôi chứ mình bắt tay không có tay phải chịu thôi chứ sao giờ. Dạ. Vậy là lúc trẻ cô chú cũng không có tích lũy được cái gì hết. Giữa tôi đến chế độ cũ mà thành ra nó đâu có sử dụng đâu. Dạ. Tôi toàn lao động không mà hồ nía cái đâu có làm gì đâu. Thì nhà nước đâu có xài mình. Dạ. Thành ra thất bại là vậy đó. Dạ. Chứ nếu mà mấy ổng mà cho tôi làm việc lúc thời gian đó đỡ biết mấy nó dạ. Xin cái gì nó cũng ký, xin gì nó cũng cho. Dạ. Nó cũng cho. Nhưng mà cái đất này thì nếu mình mà cất nhà thì có cất được không chú? Bây giờ chỉ ở có tạm thôi chứ không thể nào cất vĩnh viễn được, không có xây dựng được. Dạ. Chỉ ví dụ mình mua tôn mua đồ mình dựng được làm dựng đỡ được. Nhưng mà làm cứng cát lắm cho. Dạ. Vậy rồi vậy là coi như đất này thì trong sổ sách này kia thì vẫn là của mình một miếng này mình, đúng không? Dạ. Mình như đây thôi. Đó, dạ. Chứ nó đâu có đuổi mình được. Dạ. Khi nào khi quy hoạch thì đi thì mình đi còn dạ. Khi nào còn ở mà dạ. Quy hoạch chắc còn lâu chú ơi. Dạ. Mà nếu đi thì người ta bồi thường đúng bồi không? Bồi thường, dạ. Đâu có nhiêu tiền đâu. Dạ bồi thường thì không bao nhiêu cái tiền. Ông giám đốc này ông bị bắt rồi. Kỳ chú có coi báo không? Dạ không. Tổng giám đốc của công ty Tân Thuận bị bắt rồi. Vậy hả chú? Bắt mấy năm rồi. À. Nguyên bộ sổ ví dụ Thủ Thiêm, ví dụ Nhà Bè là ông đó đó. À, bắt hết rồi. Hả chú? Thành ra im dạ. Luôn. Dạ. Dạ không chú theo dõi vụ đó, vụ báo chí rồi. Dạ con không có theo dõi chú. Ăn nó làm ở tù bắt một mớ luôn rồi. Thật sự mà nói là nhìn cái cuộc sống như cô chú thì con thấy cũng rất là xót xa. Nhưng mà có một cái là mỗi người bây giờ mỗi có hoàn cảnh riêng. May được cái là cho dù là ấy nhưng mà cô chú vẫn còn may mắn hơn cái là còn có sức khỏe một chút. À. Sức khỏe gì chú? Nhưng mà rồi nó khỏe thì mai mốt già thì nó cũng phải yếu thôi. Già thì nó cũng phải yếu. Đi bệnh hàng tháng đó con. Dạ. Có sổ đi hàng tháng thuốc rồi bọc mà. Máu dạ. Có mỡ tùm lum hết á. Rồi áp huyết cao gì tùm lum. Dạ. Cho mấy trong mà chưa có bán được đâu. Trong đầu con á, thì con cứ ngỡ đó, con trong đầu con thì con cứ ngỡ là cô chú là có nhà cửa rồi bị thất bại cái việc gì đó rồi phải ra ở đây ở, chứ con không nghĩ là từ hồi nào đến giờ mà cô chú ở như vậy đâu. Không mấy chục năm. Con không có nghĩ là mấy con lên dạ, không phải không con không phải là cái chuyện tin hay không tin nhưng mà con cái là thấy cái cuộc sống đó cô. Dạ. Thấy cái cuộc sống thì con cứ ngỡ là như vậy chứ còn nói dạ. Sao mà mấy chục năm mà cô chú không có dành dụng gì được mà. Không dành dụng được. Dạ. Đấy để gì có dư chú ngày nào cũng phải đi làm mà đâu có ngày nào dư. Nhỏ thì nuôi để con đến, nó lớn lên. Để đến mức mà quyệt quệ như vậy không biết nữa. Rồi mấy đứa con cũng không có làm cái gì để mà giúp cha mẹ được hết hả cô? Đói lên đói xuống. Cha thì bế tắc cái này là đúng thật sự làm là bế ăn á, thì thất bại thì nó dây nợ dây dạ. Nợ thì nó thiếu nợ mà thiếu nợ thì nó trốn nợ quy luật của xã hội như vậy thôi sao giờ tôi may là tôi thì cái chú là tôi không dám mượn đó dạ. Nếu tôi mượn là chắc tôi trốn dài dài rồi không dám mượn vậy thì nước nôi này kia chú xài bằng nước mưa hả nước giếng đóng bom xong còn đi lấy nước máy về uống dạ
nước máy vô uống. Còn nước mình xài xài nước giếng nè. Còn chú vẫn còn còn nấu bếp củi. Bếp củi đâu có. Nói tiền nó mua ga mà đổi mà xài. Thật sự mà nói là chú biết đối với bây giờ nó có hoàn cảnh của chú mà nói ở Sài Gòn thì đúng thật khó khó tin. Ví dụ như bây giờ mà nói cảnh ở miền Tây sông nước thì con thấy cái cảnh này cũng không phải là xa lạ lắm. Nhưng mà nói để mà ở giữa Sài Gòn mà nói có những cái ngôi nhà sụp sệ và những cái cuộc sống mà nó khó khăn đến mức như vậy là ngoài cái sự tưởng tượng của con á. Con không nghĩ là nó ở giữa Sài Gòn mà lại có những cái cuộc sống nó gọi là bế tắc đến mức như vậy đâu. Em coi kìa. Em. Mày chết mày. Đúng thiệt là không biết nói làm sao luôn, không tả nổi. Nên là con tới đây thì thứ nhất là mấy lần trước đó cô có gọi cho con đó thì là con cũng chủ yếu là con làm ở dưới miền Tây. Bởi vì ở trên này đó thì là cũng có một số làm một số người á làm công việc giống như con cũng đi ghi lại những cái mảnh đời khó khăn rồi giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Cho nên là nói để mà con lên liền là con không có lên được. Đúng rồi. Mà con phải có dịp, có nghĩa là con có công việc thì con mới mới ghé để thăm cô chú để mà hỗ trợ cho cô chú được, chứ con không phải là lúc nào con cũng có thể tới. Con chủ dạ. Dạ, con ở tuốt dưới miền Tây lắm mà. Con giúp ai? Giúp mừng con giúp cô chú cảm ơn con. Dạ. Tuyệt quệ quá con ơi, không biết cứu ai, cầu dạ. Cứu ai nữa con. Dạ. Thì nay con ghé cô chú thì thứ nhất là đến thăm hỏi và ghi lại cái hoàn cảnh của cô chú. Dạ. Để cũng mong là trong cộng đồng có ai có thể giúp đỡ được cô chú cái gì đó thì giúp. Ai ở gần ở xa gì đó giúp bằng hình thức nào được thì càng tốt. Còn ngoài ra nữa thì con gửi số tiền của cô Ngô Si Gian. Ngô Si Gian gửi tới cho cô là 4.7 triệu. Rồi con cho cô thêm 300.000 nữa, đủ 5 triệu. Dạ, yeah. Con gửi cô. Cảm ơn yeah. Con. Yeah. Cảm ơn con nhiều. Yeah. Cô chúc con mạnh chân mạnh tay giúp cho mạnh đời các để mạnh đời với cô vậy. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn mấy đó. Cô đã cho dạ. Vợ chồng dạ. Tôi dạ. Sống đỡ khổ quá con ơi. Dạ. Cảm ơn chị dân dân có mình giúp mình chứ mình cũng đâu có biết dạ. Chị là ai đâu. Có biết ai đâu. Dạ. Dạ. Với chú rồi, chú rồi. Còn có cộng đồng, dạ. May cái là thời buổi này còn có cộng đồng dạ. Thì nhờ cái sự mà lan tỏa của yeah. Công nghệ đó cô thì yeah. Để biết được những cái hoàn cảnh khó khăn như cô chú để mà giúp, chứ còn nói như ngày xưa thì thật sự là không biết kêu ai, bởi vì kêu gần á thì những người gần không có điều kiện, mà kêu xa thì kêu không thấu. Dạ yeah. Thì hôm trước con nghe cô gọi cho con mà con nghe cô khóc quá. Cô có nỗi niềm gì cô mà thấy cô khóc nhiều lúc quá vậy? Cô đau á, cô đau cô không có tiền đi bác sĩ, xong cái cô ngồi cái hai ba người cho tiền cô khóc. Dạ. Cô nói gọi cho chú này mà chú này người ta có cái số trên mạng cái cô kia đó cô cho. Dạ. Cô lấy chú này là chú ca sĩ đó cô. Dạ. Cô gọi cho chú có giúp được gì cô không? Cô chú cũng đi giúp nhiều lắm. Nó giúp thì giúp nhưng mà người ta còn đi làm ăn nữa chứ mình gọi người ta hoài đâu có được. Dạ, yeah, thì cũng đó. Tùy thuộc vào cái duyên nữa. Yeah. Đủ duyên thì gặp đó cô. Như, giống như mấy kỳ trước thì con cũng như con trình bày với cô chú là con đi nhiều nơi lắm. Thì đúng con rồi. Con đi đủ các tỉnh á. Dạ, yeah. Thì lâu lâu mình con cũng khổ hơn cô nữa, cô biết chứ. Dạ. Yeah. Nhưng cô đau quá rồi cô ngồi. Dạ. Yeah. Thôi vậy rồi con chúc sức khỏe cô chú nha. Ồ, cảm ơn con cũng con. Tranh thủ vì bây giờ thì cũng hơi tối rồi đó dạ, cô chú. Cảm ơn con dạ, nha. Dạ. Dạ. Dạ không con cũng có công việc trên này chú ạ. Dạ. Quay luôn chứ. Dạ. Thì con chào cô nha. Nếu có duyên thì sớm gặp lại nha cô nha. Dạ. Đang trả lời luôn trình không rồi. Dạ. Con giúp đỡ giùm cô cho cô hết việc khỏe hết sức rồi. Dạ. À, kính thưa quý vị, giờ đây thì quý vị xin được quay lại thêm chút xíu về cái hoàn cảnh của cô chú nè.
hoàn cảnh của cô chú ở đây là quận Bình Thạnh, phường 13 quận Bình Thạnh. Thật sự mà nói là đối với ở dưới quê thì chúng vị thấy rất là nhiều cái cảnh tượng này, nhưng mà nói để mà ở trên Sài Gòn mà nói để mà có cái cảnh tượng này thì là một cái điều mà không có tưởng tượng ra. Nếu mình chưa tới thì mình không có tưởng tượng ra. Thì trước đây khi Tuấn Vị chưa tới thì nghe cô khóc nhiều lần, cô điện cho Tuấn Vị cô khóc nhiều lần, mà Tuấn Vị nghĩ trong lòng là chắc cô đau cô khóc này kia vậy thôi, chứ cũng không nghĩ đến cái mức mà cô chú lại phải sống một cái cách mà ổ chuột như thế này. Không nghĩ là cô chú phải sống trong cái khu ổ chuột như thế này. Nhưng mà khi tới tận mắt nhìn thấy chứng kiến thì mới thấy rằng là một cái điều mà ngoài sự tưởng tượng luôn đó quý vị. Ở sụp sệ vậy kia vậy đó, ở sụp sệ mà trời mưa này, trời mưa ẩm ướt, và mấy cái này thì đúng thật sự là nhà thì nó cái này chỉ cần một chỗ mưa lớn lớn cái thì nó ngập hết, nó ướt hết. Nhưng mà biết làm sao được, mỗi người có một cái cuộc sống riêng, có một cái số phận riêng. Thì trong cuộc sống hiện đại bây giờ thì ai có chia sẻ được điều gì, ai có giúp đỡ được điều gì thì mình cùng giúp nhau để vượt qua cái lúc khó khăn. Rồi mình đi chú ha. Dạ, dạ, con chào cô. Dạ. Đó quý vị, mới chỗ mưa sơ sơ thôi mà nó đã dậy rồi nè. Ở đây là, xin một lần nữa xin báo cáo với quý vị là ở đây là Sài Gòn. Ở đây là phường 13. Đây là ngôi nhà của cô chú. Đây, ngôi nhà của cô chú nha quý vị. Rồi chú ra trước đi chú. Chở đi luôn hả chú? Ra quải sình lắm đều vô vậy. Dạ dạ. Ở đây có nhiều hộ như vậy không chú? Họ không làm chú ơi. Không, ý ở đây có nhiều hộ, có nhiều hộ mà con mình tôi là khổ nhất thôi. Những hộ kia cũng vậy nhưng họ có tiền hơn, sống khỏe hơn. Dạ. Con mình tôi là te tô nhất, có hai chồng già hai cháu thôi. Dạ. Bên kia đã con cháu người ta có tiền cho tiền hàng tháng, không thiếu gì. Dạ. Chúng mình tôi rồi tới đây được rồi chú. Đó thưa quý vị, chỉ có mấy bước thôi là ra tới đây. Con hồi nãy con quên hỏi tên của cô chú á. Dạ. Chú lên là Úc, Nguyễn Văn Úc. À, Nguyễn Văn Úc. Dạ. Dạ chú Úc tắt máy xe đi chú. Tắt máy xe đỡ ồn. Vậy thì không biết chú có số điện thoại không ha, để mà số điện thoại để chú điện đó. À rồi chú có thể đọc cái số điện thoại của chú được không? 033. Dạ. 9859. Dạ. 633. Dạ. Để nếu có ai có hỗ trợ được gì chú mà trực tiếp đó thì họ sẽ hỏi, họ sẽ gọi chú. Vậy là chú đi làm bảo vệ nhưng mà từ hôm dịch tới giờ là coi như nghỉ chú ha. Dạ. Rồi để con cũng nắm được rồi chú. Rồi con chúc sức khỏe cô chú nha. Cảm ơn chú. Dạ dạ, con chào chú ha. Chú nhiều nha. Dạ dạ. Rồi chào chú. Sáng sớm sắp dạ. Kiếm về chục. Dạ. Ra đầu đường đó. Dạ, ra đầu đường thì chạy chứ thôi sao. Dạ. Bây giờ ráp với ráp này kia đó. Rồi, dạ. Nhưng mà mình cởi ra rồi chờ thời nó chứ biết sao giờ. Dạ. Chứ nhà làm gì. Dạ. Mà chú biết cái xe này không, nó chạy nó cũng nghèo luôn á. Áo chú cũng rách rồi này chú. Cái này áo đi làm còn nguyên có, còn cái này dạ. Là mặc ở nhà luôn. Dạ. Cái, đi làm dạ. Có còn ba đồ mới để dành lại. Dạ. Làm. Thôi cố gắng nha chú. Cảm ơn chú. Dạ rồi chào chú.